Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với KC Park và channel của mình. Đây là video hướng dẫn chuỗi nhiệm vụ chuyến săn sấm Serai 1, 2, 3, 4 từ đầu đến cuối. Cái nhiệm vụ này nó rất là quan trọng, nó giúp cho anh em mở khóa xóa tan sấm sét ở cái đảo Serai, giúp cho anh em có thể farm được các nguyên liệu ở đây dễ dàng hơn. Đồng thời nó cũng mở khóa ra cái con boss tinh linh lôi mà mình tạo gọi như thế nha. Để làm được cái nhiệm vụ này thì anh em cần phải giải đố những cái phong ấn. Về độ khó của những cái phong ấn thì mình cho là dạng trung bình, tuy nhiên thì nó cũng khá là mất thời gian nếu như anh em gặp rắc rối, cho nên là video này sẽ hướng dẫn anh em từ đầu đến cuối nha. Mọi người chú ý theo dõi và nếu anh em có vấn đề gì thì hãy để lại bình luận nha. Ok, trước khi bắt đầu thì nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha, điều đó sẽ giúp mình rất nhiều. Cảm ơn anh em. Ok anh em ơi, để nhận nhiệm vụ thì anh em nói chuyện với Kathleen nha. Lúc đấy thì mình đang live stream nên là mình đã nhận nhiệm vụ rồi, chuyến săn sấm phần 1. Khi nói chuyện với Kathleen thì nó sẽ ra nhiệm vụ cho anh em và sau đó thì anh em phải dịch chuyển đến đảo Serai. Thì trước khi đến đảo Serai thì mình đã mở hết điểm dịch chuyển ở đây rồi, điểm dưới đất thì mình mở được rồi ha. Anh em chạy dưới đất anh em cũng có thể mở được hoặc là làm đâu mở ở đấy. Anh em dịch chuyển đến đây thì có một NPC, anh em nói chuyện với NPC và chúng ta sẽ xuất phát. Ở đây thì chúng ta sẽ phải điều tra chấn thạch. Để điều tra chấn thạch thì anh em dịch chuyển đến Thất Thiên Thần Tượng, sau đó chạy điều tra chấn thạch. Thì lúc này chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chấn thạch thôi chứ chưa tương tác được với nó. Nhiệm vụ chúng ta cần làm ở đây đó là phải tìm con mèo biết nói. Ở đây có một toán cước, anh em có thể đánh nhau với nó hoặc không. Sau khi nói chuyện với NPC xong thì nó sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm con mèo. Thì cái đường đi tìm con mèo thì nó rất là thẳng, nó có dấu chân mèo đây này. Anh em có thể chạy theo video nha, đoạn này mình tua nhanh bởi vì thời lượng video mình muốn làm cho nó ngắn nhất đấy. À, chạy đến cái đoạn trên này thì anh em sẽ gặp một ngôi đền. Tìm ngôi đền thì nó cũng không khó đâu. Nói chung là về cơ bản thì mình thấy cái nhiệm vụ này tìm đường nó khá là dễ chứ không có khó khăn gì cả. Cái đoạn nói chuyện con mèo thì anh em đừng skip nha, nói chuyện nó rất là vui, nó rất là vui tính luôn á. Ok, bây giờ sẽ kiểm tra một cái gọi là hòm công đức ở đây. Thì cái hòm công đức này nó đang hư hỏng và anh em cần phải sửa chữa nó. Để sửa chữa nó thì cần tìm nguyên liệu để sửa chữa thì anh em dịch chuyển đến Thất Thiên Thần Tượng này. Sau đấy có một toán cướp và anh em chiến đấu với toán cướp rồi kiếm cái mấy cái nguyên liệu thôi. Thì ở đây nó có vài bãi toán cướp chứ không chỉ có một bãi đâu. Dạo này mình cũng tua nha. Khi điều tra toán cướp này thì nó sẽ chỉ anh em đến một cái khu vực nữa. Ở đây thì anh em cần phải dịch chuyển đến điểm dịch chuyển như trên video đây. Ở gần điểm dịch chuyển này có một cái trụ dịch chuyển mình chưa dịch chuyển. À, mình chưa có mở cái trụ dịch chuyển đấy, cho nên là lát nữa mình sẽ mở sau. Ở cái trên đường đi thì anh em có thể nhìn thấy những cái giải đố như này, nhưng mà nó không liên quan đến cái chuyện mình đang làm, cho nên là mình bỏ qua. Ok, sau khi thịt xong mấy thằng đạo bảo đoàn thì sẽ có ba cái hộp nguyên liệu như thế này. Hộp đinh ván gỗ rồi các thể loại nguyên liệu luôn. Dây thừng. Cái này nó giống như kiểu cái quest daily thôi. Đoạn này là đoạn mà mình chạy đi mở cái điểm dịch chuyển này. Anh em nào mở rồi thì bỏ qua nha. Ok, khi mở xong điểm dịch chuyển thì mình sẽ dịch chuyển về cái điểm ban đầu, ngôi đền, chỗ con mèo. Bây giờ phải sửa chữa cái hộp công đức. Sửa hộp công đức xong thì con mèo nó sẽ chỉ cho anh em cách sử dụng những cái giải đố, những cái phiến đá giải đố, những cái trụ đá đấy. Nó sẽ khắc hình lên tấm gỗ để đánh dấu những cái vị trí mà anh em cần phải làm nhiệm vụ. Thì mình sẽ chỉ anh em trong video này luôn. Anh em có thể mở lên đọc để kiếm nguyên thạch. Ok, đây là hết phần con mèo, chuyển sang phần chuyến săn sấm Serai phần 1. Bây giờ anh em quay trở lại cái đoạn đầu, chỗ NPC đang đứng mà nó có mấy cái toán cướp ấy. Ở đấy nó có mấy cái trụ sấm, đúng rồi. Và mấy cục đá. Thì để giải mấy cái cục này thì anh em làm theo video thôi. Mình nghĩ là giải không não luôn. Trong trường mà anh em làm lỗi thì anh em có thể đăng nhập lại vào lại khi nó sẽ reset ạ. Ok. Ở đây có mấy cái trụ này thì anh em phải gỡ phong ấn của nó trước. Từ bây giờ trở đi là khi thấy cái trụ này là anh em phải gỡ phong ấn này. Ok, ở đây thì mình cũng download trên màn hình ở đây. Xoay dưới 2 lần, chỉ cần xoay bên dưới đúng 2 lần là ok. Xong. Hết phần 1. Chuẩn bị sẽ chuyển sang phần 2 của chuyến săn sớm nha anh em. Ok, chào mừng anh em đến với chuyến săn sấm Serai phần 2. Ở cái phần 2 này thì anh em sẽ phải dịch chuyển theo video nha. Những cái địa điểm dịch chuyển mà mình dịch chuyển ở cái giai đoạn này là đều mở được hết, nó là đều dưới đất hết.
Và khi chạy đến đây thì anh em sẽ thấy có một toán samurai ở đây, tiêu diệt nó. Và sau đó thì anh em cần phải gỡ mấy cái phong ấn trên cái trụ như vừa mình vừa nói ở phần 1. Thì ở đây cái trụ thứ ba nó nằm khuất sau cái quả núi này, anh em chạy theo video này. Cái trụ thứ ba này nó khá là khó chịu, bởi vì nó ở trên một cái quả núi, mà cái điều khiển khi làm cái cầu sớm này thì anh em cần phải để ý ấn space đúng lúc. Bây giờ anh em sẽ vào cái cành đào này bay lên. Ở đây có một cái cổng dịch chuyển này, anh em đừng có xoay nữa nha. Lướt vào space, anh em phải ấn space đúng lúc, phải tạm dừng đúng lúc thì nó mới trụ lại trên cục đá này, nếu không thì nó sẽ cứ bay thẳng, bay đi đâu luôn á. Ok, khi mở xong cái trụ sấm thì anh em dịch chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đây chỉ là quay lại cái chỗ cục đá thôi. Ở đây thì anh em có thể bấm như video xoay trên 3 lần nha. Là ok. Thế thôi. Khi mà có chỉ thì nó dễ rồi. Còn trường hợp mà mình mò một lúc rồi nhớ cái địa điểm nó ở đâu thì nó hơi phức tạp, nó hơi mất thời gian một tí, đoạn này cũng hơi trầm cảm. Ok, chúc anh em thành công nha. Anh em nói chuyện với NPC và chúng ta đã kết thúc cái chuyến săn sấm phần 2. Chào mừng em đến với chuyến săn sấm Serai phần 3. Phần 3 này là phần dài nhất này. Phần 3 này anh em dịch chuyển theo video này. Sau đó thì chúng ta phải chạy đến chỗ trấn thạch. Thì ở đây không có trấn thạch, nó bắt chúng ta phải đi tìm. Trấn thạch thì nó lại nằm ở trên trời cơ. Nói chuyện với NPC xong thì ở đây có một cái cổng. Anh em cũng đừng xoay nữa nha, đi luôn. Đừng ấn xoay, đi luôn. Thì ở cái đoạn này anh em có thể buông chuột AFK, bởi vì nó sẽ tự dẫn mình đến cái địa điểm tiếp theo. Cuối cùng sau bao nhiêu phút trầm cảm thì cũng anh em đã được nghỉ ngơi ha, ngắm cảnh thôi anh em. Cái đảo này đẹp thật đấy, nhưng mà cái cơ chế rút máu của nó thì khá là khó chịu. May là nó có thể giúp cho mình chặn cái cơ chế đấy. Bây giờ anh em có thể, sau khi làm xong quest này, anh em có thể farm cỏ Amakumo thoải mái rồi. Ở đây có một cục lôi thần này, thì anh em có thể nhặt nó. Và có một cái ổng dịch chuyển em kệ nó, anh em sử dụng cái cành anh đào bay lên. Bay lên đây. Ở đây có một cái chú ý là có ba cành anh đào ở đây, thì anh em hãy sử dụng cành anh đào bên phải như mình đây này. Đó, mình sử dụng cái cành anh đào này. Sau đó mình bay lên. Ở đây có chú ý tiếp theo đó là có hai cành anh đào, thì mình sử dụng cành anh đào bên trái. Nó ở cái chỗ kiêu chiến á, dùng cái cành bên trái bay lên. Khi bay lên đây thì anh em thấy cái trụ cột thu lôi thì anh em xử lý nó luôn. Bùa phép. Ở đây nó chỉ có một cành anh đào thôi, cho nên là mình sẽ bay tiếp. Ok, đoạn này có một cái, hai cái thì mình bay cái bên trái nha, sử dụng cái bên trái là ok. Rồi, chúc mừng anh em đã đến được cái địa điểm mà có thể mở khóa cái phong ấn dịch chuyển rồi. Bây giờ anh em có thể dịch chuyển lên khu trên này dễ dàng hơn nhiều. Và hãy làm ngay nha, kẻo anh em rớt ở trên này xuống thì bay lên mệt lắm ấy. Ok, ở đây anh em để ý là có một cái cây anh đào nó chết khô đây này. Thì cây này nó sẽ sử dụng sau. Mình sẽ sử dụng cái cành anh đào ở giữa đây. Cành đào ở giữa thì anh em sẽ bay theo nó. Khi anh em bay lên đây mà thấy những cái cục đá nó xếp lại thành đường như này là anh em đang đúng chỗ rồi nha. Ok, tiếp theo thì chỉ có một cây thôi, không có gì phải lựa chọn cả. Tiếp, đây rồi, cái bùa phép còn lại ở đây. Cái 2/3 rồi, tương tác với nó là 3/3. Tương tác xong anh em có thể ấn M lên, sử dụng cái điểm dịch chuyển mình vừa mới mở ấy để bay về. Hoặc là anh em có thể bay ra đây lấy cái rương. Đó, anh em có thể để lại để lấy một lượt luôn, hoặc là lấy luôn tùy anh em. Điểm dịch chuyển ấn đi về. Và bây giờ thì xoay theo video nha, xoay trên 3 lần. Sau đó anh em xoay dưới, cứ xoay từ ra 5 lần thì đến lúc đấy là nó cũng tự động mở rồi. Anh em cứ xoay 3 lần ở trên, 5 lần ở dưới, hoặc là xoay 3 lần ở trên, xoay ở dưới, xoay tít mù luôn là nó cũng sẽ tự kích hoạt thôi. Chúc anh em thành công nha. Nếu mà lỗi ấy, thì anh em thử lock out, lock in lại xem có làm được không nha. Chào mừng anh em đến với phần cuối cùng, phần 4. Phần 4 này thì mấy cái trụ sấm nó nằm gần nhau. Anh em có nhớ cái cây anh đào chết khô vừa nãy không? Để đến điểm dịch chuyển này thì anh em phải sử dụng cái cành anh đào chết khô đấy. Bây giờ thì nó sống lại rồi. Đây, nó đã tươi lại rồi. Sử dụng cái cành anh đào này. Bay nó. Nói chung đoạn này thẳng đường lắm, không có gì đâu. Đoạn này thì cũng bay thẳng luôn. Có 3 cái cành anh đào đây thì anh em cứ chọn cái ở giữa là ok. Khi mà anh em bay lên, anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái con đường khá là dài.
Đoạn này thì mình không biết là anh em có thể rớt xuống được không, nhưng mà chắc cũng không sao đâu, bởi vì dù sao anh em có điểm dịch chuyển rồi mà, đúng không? Những cái đoạn dịch chuyển này mình rất hay bị hụt bước chân thế nha anh em, cảm giác thoát được tim đấy. Thật. Ok, đây cái đoạn đường mình vừa nói đây này. Đoạn này thì mình cứ bước rồi nhảy thôi. Mình sợ mình lướt nhanh quá nó rớt dưới anh em ạ. Ok. Đoạn này là gần hết rồi anh em ơi. Sử dụng cái anh đào bên đây. Ở đây thì có tất cả những cái phong ấn và cái điểm dịch chuyển. Gỡ tất cả phong ấn và anh em bấm như video nha. Xoay trên 2 lần, xoay dưới 2 lần là ok. Đây là bước cuối cùng, khi cái phong ấn nó được mở thế này thì nó sẽ tập hợp tất cả các viên đá lại và nó tạo thành một cái bệ nơi một con boss tinh linh lôi nó đứng ở đây. Thì để đánh tinh linh lôi thì mình sử dụng những con đánh xa. Mình cũng đang làm video lên không rảnh để test những cái con đánh cận chiến là nó đánh có lâu hay không. Mình sử dụng team Yanfei để đánh. Mình nghĩ là những con ngon như là Ninh Quang, ung mệnh càng cao thì đánh cái này sẽ rất là nhanh. Yanfei, Yến Phi đánh thì nó cái trọng kích của nó đánh nhiều khi nó không trúng anh ạ, vì nó bay lên trời á. À, ok. Cái đoạn đánh quái này thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Nên là mình cứ để video đây để anh em tham khảo nha. Đánh xong con quái thì mới xong nhiệm vụ anh em ạ. Ok, chúc mừng anh em đã thịt xong con boss và anh em đã đạt được một cái thành tựu. Thì khi nhận thưởng ở đây thì anh em sẽ nhận được một cái vật phẩm mới để đột phá nhân vật đang rất là hot, đó là lôi thần. Thì mình vừa nhận được thì mình cũng đột phá luôn. Đang muốn thử test lôi thần lên 80-90 rồi làm mấy cái video test đam, test build cho anh em. Tại vì trước khi lôi thần ra thì làm video lý thuyết khá là nhiều rồi. Ok, đoạn này thì anh em nó hiện ra một cái quest tích cực tìm kiếm. Thì anh em chạy vào cái hạt giống này, sau đó dịch chuyển nó. Cứ đoạn này cứ đi thẳng thôi, vì đoạn này là đoạn nhận thưởng rồi anh em ạ, không có gì đâu. Ok. Bay đến tận cùng trên này thì nó sẽ có hai cái rương, một cái rương siêu cấp và một cái rương hiếm. Quan trọng ở đây là có một cái lông vũ kỳ lạ. Nó là một cái vật phẩm nhiệm vụ 4 sao. Và mình nghĩ là nó, cái quest của nó chắc là sẽ còn liên quan nữa. Nhưng thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là video về cái quest này thì nó đến đây thôi. Sau khi nhặt cái lông, nhặt mở rương các kiểu thì anh em quay về báo cáo với NPC. Và cái chuỗi nhiệm vụ sấm, chuyến săn sấm đây là kết thúc rồi. Đảo thì nó cũng đã hết sấm xét rồi. Anh em có thể đến đây nhặt cỏ Amakumo và đánh quái một cách an nhàn hơn. Ok, mình rất hy vọng những thông tin trong video này hữu ích với anh em. Nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Hẹn gặp lại anh em sớm thôi trong những video tiếp theo. Chào anh em, mình xin được chú ý là anh em hãy mở Void để nghe đầy đủ thông tin. Hai là anh em hãy kiểm tra phần bình luận được ghim trong mỗi video. Đây sẽ là nơi đăng các thông tin cập nhật mà trong video có thể thiếu hoặc là không có. Chúc em thành công!